Trong buổi tập sáng 7 tháng 8, U23 Việt Nam đã chào đón sự góp mặt của năm cầu thủ được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao về chuyên môn. Đó là hậu vệ Văn Triệu, tiền vệ Đức Việt, tiền đạo Quốc Việt của Hoàng Anh Gia Lai, hậu vệ Văn Hà của câu lạc bộ Đà Nẵng và tiền đạo Minh Quang đến từ câu lạc bộ Bình Thuận. Tiền đạo Minh Quang đã có 8 bàn cho câu lạc bộ Bình Thuận ở mùa giải này. Trong số năm cầu thủ nói trên, tiền đạo Minh Quang mới lần đầu được trao cơ hội khoác áo U23 Việt Nam. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho chân sút chủ lực của câu lạc bộ Bình Thuận hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải hạng nhất với 8 pha lập công sau 14 trận. Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Quốc Việt và Lê Văn Hà là những gương mặt đã được biết đến qua những đợt tập trung trước đây của U20 hoặc U23 Việt Nam. Ở giải U23 Đông Nam Á năm nay, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Lào và U23 Philippines. Ba đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có mặt tại bán kết. U23 Việt Nam sẽ đấu tập với U. 21 Hà Nội vào chiều 10 tháng 8. Ngày 14 tháng 8, đội sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn trước thềm giải đấu. Tại đây, đội sẽ có trận giao hữu với U23 Ba Lanh vào ngày 15 tháng 8. Tiền đạo quốc Việt số 18 được mệnh danh là vua giải trẻ, được huấn luyện viên Kia Tisak sử dụng trong một số trận đấu ở V-League 2023. Quốc Việt, trái, là trụ cột của U23 Việt Nam. Các cầu thủ U23 Việt Nam miệt bài tập luyện. Như vậy, quân số tập luyện của đội u 23 Việt Nam đã được tăng lên 22 cầu thủ. Những cầu thủ còn lại trong danh sách tập trung với những cái tên nổi bật như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải sẽ lên hội quân trong những ngày tới sau khi thi đấu xong tại câu lạc bộ theo kế hoạch đã thống nhất với huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn.